những cây lim nó cực kỳ là già, lâu năm rồi thì nó mới có được ra những sắc vân cũng như là cái đường vân nó đậm như thế này, rất là nhiều nhé. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 14 tháng 3 năm 2020. Trong buổi chiều ngày nay thì bên xưởng anh em là có hoàn thiện xong hai cái bộ sản phẩm là hai bộ ghế trường kỷ cho hai vị khách hàng. Thì trước khi là chuẩn bị là bốc xếp lên xe bàn giao khách hàng thì em sẽ quay lại cái clip để gửi trước hình ảnh cho khách hàng cũng như là lưu lại làm kỷ niệm và giới thiệu đến quý vị khách hàng. Thì đây là hai bộ ghế trường kỷ này. Hai bộ này thì là có sử dụng là chất liệu gỗ lim nhập khẩu Nam Phi. Kích thước thì là cùng kích thước hàng đại và đây là kiểu dáng tổng thể. Đây hai bộ thì y hệt như nhau luôn nhé. Đây là hình ảnh tổng thể của bộ trường kỷ đây. Đây em sẽ lìa góc máy ngang cho quý vị xem và hình dung được hình tổng thể bộ trường kỷ rồi. Thì em cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi quý vị ạ. Em đã quay giới thiệu rất là nhiều trên kênh rồi, thì các bác nào theo dõi kênh của đồ gỗ Tùng Tám thì cũng có biết rồi. Về đường nét của trường này thì là rất là đặc trưng rồi. Và những năm gần đây ấy, thì là khách hàng sử dụng trường kỷ rất là nhiều. Có những cái mẫu nhà cấp 4, nhà vườn hoặc là cái nhà thờ đó, dùng rất là nhiều. Đó là kiểu dáng rất là phù hợp này, cũng như là kích thước nó phù hợp. Rồi thì cảm giác ngồi cực kỳ là thoải mái. Đây là hình ảnh cận cảnh hơn, chi tiết hơn. Như những cái bộ trước ấy, thì là phần vách này anh em là đều là vách là độc tứ quý, là tùng trúc cúc mai, vách là 4 vách, trường đại 4 vách. Và phần mặt gỗ, mặt bàn, mặt ghế thì đều là mặt liền hết. Đây, quý vị nhìn thấy cái vân gỗ lim này, rất là đẳng cấp luôn, mặt liền một tấm. Đó, vân gỗ thì gỗ lim thì quý vị có biết không phải giới thiệu nhiều về gỗ lim nữa. Chất gỗ nó là chất gỗ nặng, cực kỳ là chắc, rất là nặng luôn. Gỗ dày dặn và đã hoàn thiện sơn BU rồi, nó rất là sắc nét. Về những cái đường nét em giới thiệu một chút, thì về cái đường nét hàng ngang, về đường nét hàng ngang thì quý vị có thể thấy được đây, toàn bộ là mộng hết nhé. Chân này, có những cái tay này, đó là làm khớp mộng hết và cực kỳ là sắc nét luôn. Rồi quý vị thấy không, những cái đường khớp mộng nhà em là làm sắc nét như sợi chỉ luôn, không một khe hở nào luôn này, rất sắc nét này. Đó này, mặt sau đây, đây cũng nhìn những cái đầu tay này. Cái đặc điểm của những cái sản phẩm bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám là tất cả những cái đầu tay nhà em là đều là đục, là xoắn ốc hết. Đó, nhìn này, thật táp luôn. Vân gỗ này, vân gỗ lim quý vị này, và chất gỗ thì là tưng, chất gỗ nạc tưng, đẹp từ đầu đến chân luôn. Rất là tuyệt vời. Ở bên này thì là hình ảnh chiếc tíu. Chiếc tíu này có kích thước là dài 1m27, cao 87 và chiều ngang là 57 quý vị ạ. Đó. Toàn bộ phần dạ này là đục là ngũ phúc, cũng như là phần mặt dưới này cũng là liền hết. Đó, mặt lim rất là đẹp. Ván mặt đây, gỗ đây quý vị này. Quay cận cảnh cho khách hàng xem được cái phần gỗ này nó nục nạc như thế nào, rất là nuột luôn, rất là nuột luôn. Tiếp theo cái bộ ghế bên trong này, thì bộ ghế bên trong này có kích thước và mẫu mã là y hệt quý vị nhé. Kích thước và mẫu mã thì em sẽ không giới thiệu nữa, em chỉ lướt qua một vài hình ảnh về cái phần vân gỗ thôi. Cái phần vân gỗ của nó đây, vân gỗ mặt đây. Những cây lim nó cực kỳ là già, lâu năm rồi thì nó mới có được ra những sắc vân cũng như là cái đường vân nó đậm như thế này, rất là nhiều nhé. Đây này, thì hai bộ bên trong này hơi tối một chút. Sắc vân của những cái sản phẩm gỗ tự nhiên này thì không phải chê vào đâu được. Những cái bộ đồ gỗ tự nhiên này thì quý vị biết là dùng được càng lâu thì nó sẽ càng có giá trị, như là rất là bền theo thời gian. Không như những sản phẩm gỗ công nghiệp thì dùng thì sẽ không cho được cái chất lượng sử dụng và bền. Ok mọi người nhé. Vừa rồi thì em đã có lướt hết được máy tổng thể như chi tiết về hai bộ ghế này. Còn quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở thì có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, số điện thoại là 0987 51086, website là đồ gỗ tùng 8.com. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết clip này. Xin chào mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.